AK Shop với thầy anh em video review Honda Winner lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L4X với chip LED XPL vào vị trí mặt nạ của xe. Hoạt động hai chức năng on off và chức năng passing đó đèn. Và ở video bạn đang xem, đèn sẽ lắp đặt theo tín hiệu pha của xe, là khi bạn mở đèn ở chế độ pha, đèn L4 sáng và passing. Đá đèn cả đèn chính trên xe và passing cả đèn L4. Vậy là công tắc cấp pha của xe được thay thế sang công tắc cấp pha SH thích hợp với chức năng passing đó đèn. Và mình xin nhắc lại trên video bạn đang xem, đây là đèn L4X với chip LED XPL. Đặc điểm nhận dạng chip LED hình vuông cho ánh sáng gom. Nếu các bạn dùng sản phẩm chip LED XML2 là dòng sản phẩm cho ánh sáng tỏ với chip LED hình tròn. Và dòng sản phẩm L4X này sẽ cho độ sáng vượt trội hơn hẳn rất nhiều so với những cái đèn L4 các bạn đã biết trước đây. Và để cảm nhận thực tế độ sáng của đèn mạnh hơn L4 như thế nào, các bạn nên test trực tiếp. Ở video mình review cho bạn vị trí đặt đèn và cách thức đèn hoạt động, cấp pha, đèn chính hay là passing như thế nào. Để cảm nhận được độ sáng của đèn, các bạn nên test trực tiếp. Và riêng dòng xe Winner với phần passing sẽ có hai phiên bản, đó là passing tiêu chuẩn và passing nâng cao. Passing tiêu chuẩn bắt buộc các bạn phải mở công tắc đèn lái. Đây là công tắc đèn lái chính của xe. Thì khi đó các bạn passing thì ngăn đèn pha trên đèn chính mới passing được. Còn với phiên bản passing nâng cao, các bạn không cần phải mở công tắc này. Lúc đó các bạn cứ passing như bình thường, thì lúc đó đá đèn được cả đèn pha trên xe và L4 ở mặt nạ. Và ở video bạn đang xem, đây là phiên bản passing nâng cao. Khi các bạn mở đèn ở chế độ code, lúc này đèn chính của xe sáng đèn ở chế độ code là ngăn đèn bên trên. Khi bạn mở đèn ở chế độ pha, các bạn thấy phần đèn trợ sáng và ngăn đèn pha của xe cùng phát sáng. Đây các bạn nhìn rõ, đây là L4X cho mặt nạ và ngăn đèn pha. Khi các bạn trả về chế độ code thì L4X và ngăn đèn pha tắt, chỉ còn ngăn đèn code để các bạn di chuyển. Và khi các bạn đang ở chế độ code, các bạn passing đá đèn thì lúc này passing cả L4X và ngăn đèn pha của xe. Ban ngày khi các bạn chưa mở công tắc đèn, các bạn passing, các bạn thấy rõ passing cả cụm đèn pha với code và pha và L4X bên dưới. Đây các bạn xem rõ, lúc này ban ngày khi các bạn chưa mở công tắc đèn, các bạn bật passing thì đá đèn được ngăn đèn chính của xe và L4X mặt nạ. Và các bạn xem rõ, đây là phiên bản passing nâng cao, các bạn không cần mở công tắc đèn. Đây mình đèn đang chế độ dummy, mình trả về ở công tắc off, các bạn passing thì các bạn thấy rõ, khi các bạn bật công tắc passing đá đèn thì đèn báo pha trên đồng hồ báo sáng màu xanh dương, đó tín hiệu của đèn mở pha hay là passing đá đèn. Đây các bạn thấy rõ, khi chưa mở công tắc đèn, các bạn di chuyển ban ngày, các bạn bật passing đá đèn thì khi đó ngăn đèn chính của xe passing cả code và pha và L4X cùng một lúc. Ban đêm khi các bạn bật công tắc đèn ở chế độ code để các bạn di chuyển, các bạn bật passing thì ngăn đèn chính sẽ đá đèn ngăn pha và L4X bên dưới. Khi các bạn bật công tắc chuyển qua pha thì khi đó L4X và ngăn đèn pha trên ngăn đèn chính sẽ cùng sáng. Riêng phần trợ sáng, các bạn có thể chọn đấu thêm một công tắc phụ dùng để tắt mở đèn trợ sáng riêng, cái đó tùy theo cầu của bạn khi lắp đặt. Ở video bạn đang xem, đèn trợ sáng L4X sẽ được đấu theo tín hiệu pha của xe. Các bạn xem rõ, đây là ánh sáng ở chế độ code của xe. Mình passing là mình mở thêm phần đèn trợ sáng và ngăn đèn pha của xe. Và cái phần đèn trợ sáng này các bạn có thể canh chỉnh cao thấp khi lắp đặt tùy theo cầu của các bạn. Khi bạn tiến hành lắp đặt, các bạn báo với shop là các bạn muốn canh cao hay canh thấp, mình sẽ đặt đèn và canh cao thấp cho các bạn.
và các bạn nhìn rõ khi các bạn nhìn thẳng trực diện vào lỗ kèn của xe, bốn chiếc led vẫn thấy rõ đầy đủ, không bị che ánh sáng. Video review Winner lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ NL4X với chiếc led XPNL ở vị trí mặt nạ của xe, hoạt động hai chức năng on off theo công tắc của xe, pha của xe và chức năng vaccine đá đèn với phiên bản vaccine nâng cao. Sản phẩm thực hiện bởi AK Shop.